Hôm nay tôi đã cài mod làm cho đồ họa của GTA trở nên tệ nhất. Và liệu tôi có thực hiện được thử thách đã đề ra? Thì đây chính là câu trả lời. Xin chào mọi người, hiện tại tôi không còn là tôi nữa rồi mọi người ạ. Hãy nhìn tôi đi, còn đâu khuôn mặt đẹp trai ngày nào, còn đâu đồi cỏ phía trước nhà tôi. Ngay cả con đường trước mặt tôi nó cũng biến mất rồi mọi người ạ. Và tôi còn không nhận ra tôi nữa mà. May cá là chiếc xe của tôi vẫn còn ổn. Để tôi vô thăm con chó của tôi ra sao rồi, không biết nó có bị gì không. Con chó của tôi nó vẫn bình thường mọi người ạ. Tôi bắt buộc phải thực hiện thử thách trong cái thế giới đồ họa tệ như thế này. Và nó sẽ khó khăn đây. Và thử thách đầu tiên của chúng ta là đi ra khu vui chơi ngoài biển. Yep. Không biết tôi có thể lái được hay không. Thử nhìn khá là khó khăn rồi đấy. Giờ tôi chỉ chạy theo bản đồ thôi. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Ôi, đấy thì mới nói luôn. Nó vừa chạy tới nó mới hiện lên. Xanh á, làm sao tôi có thể gọi là chạy an toàn trong cái thế giới này được chứ. Oh my god. Ôi, ui giời. Ui. Thôi. Ôi. Ôi. A few moments later. Đây, chúng ta sắp tới rồi đây. Đây là khu vui chơi ở ngoài biển. Ui, tôi chả thấy cái đường nào luôn ấy. Ui, đấy, cái này tôi không biết đâu nha, tại cái đồ họa này thôi. Đấy, nữa. Đấy. Này tôi vô tội. Yep, rốt cuộc tôi cũng đã tới rồi mọi người ạ. Ôi, ơi, ơi, ơi. Ôi, thôi. Xanh nó nhìn những con nhân vật nè. Thử thách thứ hai của chúng ta là đám 10 người. Chắc hai thằng này là nạn nhân đầu tiên của tôi. Một thằng. Một thằng rồi nhá. Hai thằng. Ôi, chưa chưa. Mày, mày láo. Thôi. Ôi, 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 ôi. Mày. Hai người, hai người. Giờ tôi chỉ còn 8 người nữa thôi. Bơi vô, bơi vô. Chết chơi. Chơi mày. Như cảnh sát tới rồi mọi người ạ. À. Đấm nốt thằng này, đấm nốt thằng này. Ủa, nó chạy rồi sao đấm. Thôi. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Ủa, thôi, 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 thôi. No no no, what the f. Chạy chạy chạy. Thôi thì chúng ta hãy về thành phố đấm cho nó dễ hơn. Đứng lên nè, đứng lên nè. Chết chưa? Rồi, ngẫm ơi, ngẫm ơi, ngẫm ơi. Còn 6 thằng nữa thì phải. Tôi nhớ là gì. 4 thằng nữa, come on. Tới đây. Mày sao? Hình như còn thằng cuối hay mọi người ạ. À? Tôi nghĩ là như vậy. Mày sao con? Hình như tôi đánh hơi dư rồi thì phải, nhưng mà thôi, kệ, không sao. Đánh là đam mê mà. Nói chung là giờ tôi mù đường rồi đấy. Tại vì tôi chả nhìn thấy tòa nhà gì cả. Come on, lấy xe đi nào. Nhìn đi, thành phố tươi đẹp của tôi đâu. Giờ nó chỉ là một màu gọi là xám thôi. Chả nhìn thấy một cái quái quỷ gì cả. Sao cảnh sát dài thế. Ôi, vãi. A few minutes later. Rốt cuộc thì tôi cũng đã trốn khỏi bọn cảnh sát rồi. Và thử thách tiếp theo của chúng ta là cướp máy bay. Không phải cướp máy bay nữa mà. Tại tôi cũng mua một chiếc máy bay rồi mọi người à. Máy bay trực thăng nhá. Tôi được cái cũng có nhiều tiền ấy, nên là tôi mua luôn. Giờ tôi sẽ đi lấy máy bay trực thăng và đáp lên cái đỉnh tòa nhà cao nhất. Cái chỗ đổ máy bay của tôi cũng khá là gần đây, nên là sẽ nhanh thôi. Chiếc này đâu phải của tao. Chiếc tao ngầu hơn cơ, nhiều tiền hơn cơ. Đợi tôi xíu. More moments later. Sao lâu thế? Ừ, đây. Yep. Đây là máy bay gọi là 1 triệu đô của tôi đấy. Mạ vàng đồ các thứ. Tôi sẽ thực hiện thử thách gọi là nguy hiểm nhất trong cuộc đời của tôi luôn. Giờ lên thôi. Let's go. Đi. Come on, let's go. Sao máy bay nó cứ chạng vạng thế nhỉ? Đây 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 đây. Ôi, dừng 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 dừng. No. Ừ, được, 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 được. Mặc dù là tôi không nhìn thấy cái sân bay nhá, mà tôi vẫn có thể đáp xuống được. Sao nó không xuống nhỉ? Come on, come on, come on, come on. Tiền không đấy, tiền không đấy. Ôi, ôi, ôi. Rồi, 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 rồi. Yes, let's go baby. Let's go. Thử thách tiếp theo của chúng ta là đi cắt tóc và đi xăm mình bằng mô tô. À, tính ra có nhiều xe lắm, tự nhiên cái đi mô tô. Thằng nào nghĩ ra cái thử thách này mà ngu thế nhỉ? Cay vậy. Tôi sẽ nhảy dù xuống luôn. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi qua đường cao tốc sẽ dễ tìm thấy mô tô hơn. Bung dù nào. Giờ tôi chả nhìn ra thành phố tôi luôn ấy mọi người. Xấu thật sự. Ở đường cao tốc bên đây đúng không? Mô tô ơi, where you mô tô? Mô tô đâu ta? Ơi ơi. Sao? Ơi, mô tô mô tô, hai chiếc luôn. Ôi. Thôi 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 thôi. Trời ơi, không được rồi. Nghe xem xíu nữa có mô tô chạy rồi mà. Ui, xanh nó bắn không kịp mọi người à. Tôi sẽ chờ. 2 hours later. Ơi, yes, let's go, let's go, let's go. Nope. Let's go, no. Stand up. Súng đâu, bắn lại, có mô tô kìa. Mày bước vô đây. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê.
Giờ tôi phải đi tìm một chiếc mô tô mới được. Tìm mô tô cũng đâu phải dễ đâu, cũng khá là khó khăn đấy. Chỉ mượn chiếc xe xíu ơi. Mô tô hả? Tôi nghĩ là tôi phải lên đường cao tốc nữa rồi mọi người à. Mô tô ơi, mày đâu rồi mô tô ơi? Ra đây cho tao nhờ cái coi. Tính ra là tôi nhớ ra là nhà tôi có một chiếc mô tô luôn ấy. Có vẻ là tôi sẽ về lấy nó. Ê, mô tô, mô tô, mô tô, mô tô. Ui, cho tao mượn, cho tao mượn, cho tao mượn. Come on, come on, come on, let's go, let's go, let's go. Come on, đứng lên lẹ. Yes, tôi có mô tô rồi, giúp, giúp, giúp. Giờ mình sẽ đi qua tiệm cắt tóc. Sao nên giờ tôi phải trốn mấy thằng cảnh sát này đây mà mới vô được tiệm cắt tóc. Mày xạo con, ui, hai sao luôn hả, tôi cần trốn ở đâu đấy. Ê, ui, sorry, sorry. Ê, tôi sẽ núp ở đây. 3 hours later. Tiệm tóc ở đâu nhỉ, tóc đâu ta, đây. Yep, cái nào mắc nhất đi nha. 95 đô đi, cắt đàng hoàng vô nha. Ở tóc 95 đô của tao đâu? Chấm hỏi luôn. Thôi kệ đi, mặc dù là tôi không nhìn thấy nhưng mà chắc chắn là ở ngoài đời là ổn rồi đấy. Tiền nào của đấy cơ mà. Giờ tôi sẽ đi xăm. Ui, xanh á. Ui, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cảnh sát tới, cảnh sát tới. Come on. Cảnh sát tới tụi bay ơi. Đấy. What the f***. Giờ tôi phải tìm thêm một chiếc xe gọi là mô tô nữa mọi người à. Hello there. Ui, mô tô, mô tô. Come on. Ui, chết đi, đi, ui. Nó kìa. Nhìn hơi củ chuối nhưng mà không sao, vẫn ok. Lên lẹ. Ui. Đừng, đừng chơi tao. No. No. Don't shoot me. Ôi, xe chậm té. Nope. Mày tuổi gì mày hất tao luôn. Cho tao đi, cho tao đi, cho tao đi. Tiệm hất tóc đâu, lộn tiệm xăm đâu nha. Ui, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. No, 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 no. What? What? Thôi nào, thôi nào. Ui, hên quá, hên quá. Tôi tưởng không có cái tường. Tới rồi, tới rồi. What? Ở đâu? Ở đâu nhỉ? Ở đây đúng không? Ê, lộn tiệm hình như bên đây thì phải. Phải đâu ta? Đây là cơ thể sáu múi của tôi đấy. Cho anh em chiêm ngưỡng đấy. Đâu hình xăm tao đâu? 200 đô đấy. Tôi không có gì ngoài tiền á anh em ạ. Nên là tôi xăm kín lưng luôn. Nói chung là kín người luôn. Tại anh em không thấy thôi. Thử thách tiếp theo của tôi là làm sao mà có thể lên được 5 sao. Come on, 1 sao rồi. Cái này thì dễ lắm mọi người ạ. À. Đấy, 3 sao rồi, 3 sao rồi. Tôi nói nó dễ lắm. Tôi sẽ ra biển cho nó đông đông lên một chút xíu. Ui, 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 ui. Xanh ấy. Tôi không thấy cái đường, come on. 5 sao là dễ. Ôi, ngầu thật sự. Mày bay bay hả mày? Bước vô đây, mày bước vô đây, mày bước vô đây. Nổ rồi, nổ rồi, nổ rồi, nổ rồi. Còn đâu nữa, còn đâu nữa. Chung là tôi chả thấy cái gì hết. Where is it? Where is it? Ơ, nó bắn đâu thế? Ôi, 4 sao, no, 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 no. No, 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 no. Come on. Lách đi, mày lách đi. Ôi, tôi không thấy người. Ôi. Yo, nói chung thử thách này cũng khá là khó khăn. Tại vì tôi không thấy được người đâu cả. Come here man. Ui, bắn nó không chết luôn kìa. Look at this. Ok. Good, 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 good. Cây này có vẻ có tương lai hơn này. Ôi, what? What? Let's go. Let's go. Let's go. Ôi. Oh shit, oh shit, oh shit. No. No. Tôi nghĩ chỉ có một nơi có thể gọi là trốn chân vô thôi. Đó chính là tàu điện ngầm đây. Tôi có thể đi xuống đó và trốn dưới đấy. Một thằng. Hai thằng. Rồi bơi xuống đây, bơi hết xuống đi. Ui, đừng nói dưới đây mà tôi cũng ngẫm nữa thì tôi chịu ấy. Thật sự. Yo. Yo. No. Tôi nghĩ là chỉ còn một cách thôi. Đó chính là lấy xe và chạy, vừa bắn vừa chạy. Ôi dồi, hai thằng cảnh sát. Ôi dồi, ui. Hợp lý luôn, ui, hợp lý luôn. Ui, come on, come on. Đông đấy, đông đấy, đông đấy. Ui, cảnh sát lấy xe của dân thường. Xanh á. Ôi, no, 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 no. Not this again, man. Ôi, no. Tôi tưởng có thể làm xuống được. Ôi, xanh. Ui, lẹ lẹ bay ơi, sắp tan rồi, sắp toan rồi, sắp toan rồi. Ui, thôi rồi, thôi rồi. Đông thế. Ôi, hụp xuống. Ôi, 5 sao.
Yes, tôi rốt cuộc cũng đã thực hiện được thử thách đó. Oh my god, yes, let's go baby. Giờ chúng mày tuổi gì nữa. Và đấy là đồ họa tệ nhất mà tôi từng chơi. Hẹn gặp lại anh em vào tập tiếp theo.